Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, khơi dậy khát vọng phát triển, cống hiến của thế hệ trẻ, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức đoàn, phát huy giá trị sức mạnh của thanh niên, góp sức xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Với phương châm khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027, tập hợp cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú các dân tộc tỉnh Lai Châu để hội tụ trí tuệ, phát huy truyền thống tốt đẹp, tiềm năng, sức sáng tạo, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, góp phần cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn thách thức, cùng chung sức xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình khởi động ngày mới, điểm hẹn tin tức thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày hôm qua 20 tháng 10, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, kỳ họp cuối năm bao giờ cũng có khối lượng công việc rất lớn. Tại phiên họp chuẩn bị với tinh thần lấy chất lượng kỳ họp làm chính và phấn đấu để tiết giảm tối đa thời gian kỳ họp, đại biểu Quốc hội đã nhất trí rất cao thông qua nội dung, thời gian chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp. Theo đó thì dự kiến trong 21 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện, nhất là đối với các vấn đề lớn, các vấn đề quan trọng, các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đảm bảo chất lượng cao nhất khi xem xét thông qua các dự án luật và dự thảo nghị quyết. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã báo cáo trước Quốc hội kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, bước sang năm 2022, trước tình hình biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ của thế giới, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng qua phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Ước cả năm đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia được tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhiều thành tựu quan trọng trong công tác triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý các vấn đề về tài chính ngân hàng. Nhận định nền kinh tế vẫn đứng trước những khó khăn lớn, Chính phủ xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2022, đó là tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực. Điều hành lãi suất tỷ giá chủ động linh hoạt, phù hợp, đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng, đảm bảo ổn định cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất, đời sống, nhất là dịp lễ, Tết và đầu năm 2023. Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 28 của Chính phủ về việc ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và công văn số 3917 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động về nội dung này. Với mục đích là tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút được sự quan tâm, đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc là đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường giáo dục về kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em, giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tháng hành động năm 2022 có chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.
với các hoạt động chính như là tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại, trao đổi về các nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hành động năm 2022, tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng. Vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc là thúc đẩy bình đẳng giới. Tổ chức các cuộc thi gặp mặt trao đổi, chia sẻ kiến thức và biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân điển hình trong công tác bình đẳng giới. Tháng hành động diễn ra trong thời gian từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả là mục tiêu quan trọng của ngành điện và cũng là mục tiêu chung của toàn xã hội. Để thực hiện tốt mục tiêu này, trong thời gian qua, Công ty Điện lực Lai Châu nói chung và Điện lực huyện Than Uyên nói riêng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn quản lý. Phóng sự sau đây phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ở huyện Than Uyên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn nên không chỉ có khách hàng là các đơn vị doanh nghiệp, mà ngay cả khách hàng là các hộ tư gia cũng biết cách sử dụng điện tiết kiệm an toàn. Cũng giống như nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn, được sự tuyên truyền hướng dẫn của cán bộ điện lực huyện, gia đình bà Lê Thị Tứ ở khu 8 thị trấn Than Uyên đã lựa chọn thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn LED tiết kiệm điện. Mỗi khi ra khỏi nhà, các thành viên trong gia đình đều tắt nguồn các thiết bị điện như TV, quạt, bình đun nước và sử dụng điều hòa ở nhiệt độ từ 25 đến 26 độ. Nhờ đó hiện nay số tiền điện mỗi tháng của gia đình bà đã giảm nhiều so với trước đây. Được sự tuyên truyền của cán bộ điện lực thì gia đình chúng tôi cũng là sử dụng là hết mức về tiết kiệm điện. Là ví dụ như là không khi nào mà vào đến nhà mà cảm thấy tối quá thì mở, còn nếu mà ánh sáng mặt trời có chúng tôi mở cửa để cho lấy ánh sáng tự nhiên. Cái thứ hai là giáo dục cho các cháu ấy là ra khỏi phòng tất cả đều phải tắt các thiết bị điện trong nhà. Thì thế mới đảm bảo là cái tiết kiệm điện. Với thứ hai nữa là điều hòa nhiệt độ cũng thế thôi. Cần thiết thì mở và mở cũng không quá thấp quá. Là phải mở từ 25-26 độ trở lên để cho nó đảm bảo vừa là cái nhiệt độ trong cơ trong phòng đồng thời nó cũng tiết kiệm điện. Thời gian qua, với nhiều giải pháp đề ra, Điện lực Than Uyên đã đẩy mạnh việc tuyên truyền về bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, phòng tránh các sự cố tai nạn về điện, hạn chế thấp nhất hỏa hoạn có thể xảy ra do chập điện, tăng cường công tác phát quang hành lang tuyến lưới, giảm nguy cơ sự cố, tăng cường kiểm tra ngày đêm tuyến lưới điện và thiết bị nhằm phát hiện các khiếm khuyết, các nguy cơ sự cố để kịp thời xử lý khắc phục, bố trí lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, giảm thấp nhất thời gian mất điện của khách hàng, cần ưu tiên đảm bảo nhu cầu điện các khu vực an ninh quốc phòng, ủy ban các khu vực y tế, cách ly điều trị COVID. Việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả là mục tiêu quan trọng của ngành điện và cũng là cái mục tiêu chung của toàn xã hội. Để thực hiện tốt được cái mục tiêu này, trong thời gian qua thì Điện lực Than Uyên đã chủ động triển khai nhiều các cái giải pháp để đảm bảo tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả trên địa bàn. Và đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch và các cái chương trình tiết kiệm điện của giai đoạn 2021 và 2025 và phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị để triển khai thực hiện. Thì từ cái truyền thông rộng rãi tới khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý và thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các cái giải pháp về sản phẩm mô hình tiết kiệm điện để tới toàn thể khách hàng sử dụng điện trên địa bàn. Và đơn vị cũng đã phối hợp với ủy ban các xã thị trấn và phòng kinh tế hạ tầng lồng ghép các cái nội dung tuyên truyền và các cái biện pháp tiết kiệm điện tới khách hàng trong các cái chương trình hội nghị và tăng cường về cái thông tin hướng dẫn khách hàng chủ động tra cứu và sử dụng các cái công cụ ước tính sản lượng điện và cài app chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, giúp khách hàng dễ dàng tính về các cái sản lượng điện tiêu thụ và các cái thiết bị điện. Qua đó thì có thể là điều chỉnh được cái thói quen và cái hành vi sử dụng điện của nhà mình, đến dẫn đến là việc tiết kiệm điện nó sẽ hiệu quả. Đẩy mạnh việc truyền thông tuyên truyền tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ công nhân viên Điện lực Than Uyên, từ đó truyền thông rộng rãi tới khách hàng sử dụng điện thuộc đơn vị quản lý. Tăng cường thông tin hướng dẫn khách hàng biết,
chủ động tra cứu sử dụng công cụ ước tính điện năng sử dụng, công cụ tính toán tiền điện qua website app chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, giúp khách hàng dễ dàng tính toán quản lý lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện. Qua đó, có thể điều chỉnh thói quen hành vi sử dụng điện của mình để việc sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm. Thưa quý vị và các bạn, dong riềng là một trong những cây trồng thế mạnh của huyện Tam Đường để phát triển nghề làm miến dong. Với hiệu quả kinh tế mang lại mà năm nay diện tích cây dong riềng phát triển mạnh với trên 280 ha được trồng. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi cũng như là việc quan tâm chăm sóc của các hộ dân nên năm nay cây dong riềng phát triển tốt hơn các năm trước. Và hiện nay thì bà con nhân dân đang bước vào vụ thu hoạch với không khí phấn khởi. Thấy nhiều hộ dân trên địa bàn xã trồng cây dong riềng có thu nhập cao, vì thế năm nay gia đình anh Phàn A Còng ở bản Đội 4, xã Hồ Thầu đã chuyển đổi 8.000 m2 diện tích đất trồng lúa sang trồng cây dong riềng. Cây dong riềng được trồng trên đất mới và được gia đình tích cực chăm sóc, nên năm nay diện tích dong riềng phát triển tốt. Để việc thu hoạch được thuận lợi, anh đã nhờ người dân trong bản thu hoạch giúp. Và đến thời điểm này, gia đình anh đã thu được một nửa diện tích với gần 600 bao củ đã được đào và đóng bao. Diện tích còn lại anh đang cố gắng thu hoạch trong vài ngày nữa. Năm nay gia đình tôi trồng 8.000 m2 dong, bây giờ đang đến mùa thu hoạch thì gia đình mượn dân bản xuống thu khoảng một tuần thì mới xong. Năm nay gia đình chăm sóc được, cũng củ cũng tốt, thu được nhiều. Mấy năm trở lại đây, việc trồng và bán củ dong riềng đã giúp nhiều hộ dân tại huyện Tam Đường có thu nhập cao. Vì thế diện tích cây dong riềng tại huyện Tam Đường ngày càng được người dân mở rộng. Năm 2021, toàn huyện có 177 ha, thì năm nay có trên 280 ha dong riềng được trồng. Hiện nay, nhiều hộ dân tại huyện Tam Đường đang bắt đầu bước vào thu hoạch với không khí phấn khởi khi năm nay dong riềng cho năng suất cao. Năm nay tôi trồng 1 ha dong, thời tiết rất là thuận lợi, là dong lên tốt, củ to. Mà nhờ anh em lang thu hoạch để khoảng tuần nữa là xong. Năm nay, nhân dân huyện Tam Đường trồng trên 280 ha dong riềng, tăng hơn 100 ha so với vụ năm ngoái, với hai giống chính là DR và dong riềng đỏ, tập trung chủ yếu tại năm xã Bình Lư, Sơn Bình, Thèn Xin, Nà Tâm và thị trấn Tam Đường. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con tích cực chăm sóc nên dong riềng từ khi trồng đến khi thu hoạch phát triển tốt. Đến thời điểm này, bà con nhân dân huyện Tam Đường đã thu hoạch được trên 30 ha, chiếm trên 15% diện tích. Năng suất ước đạt trên 60 tấn trên 1 ha. Để đảm bảo việc thu hoạch dong riềng đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, huyện Tam Đường chỉ đạo các hộ trồng dong riềng và phân công cán bộ xuống từng xã kiểm tra, phân loại những diện tích đến kỳ thu hoạch. Trong đó, ưu tiên thu hoạch trước đối với những diện tích có hiện tượng mọc chồi mới và tuyên truyền hướng dẫn bà con thu hoạch dong riềng đúng thời vụ để triển khai trồng cây vụ đông. Hiện nay cái tổng diện tích cây dong riềng trên địa bàn huyện của chúng tôi khoảng tầm 200 ha. Thì hiện nay đang chuẩn bị vào cái mùa thu hoạch chính. Thì đối với cơ quan chuyên môn chúng tôi cũng phối hợp với chính quyền địa phương các xã thì là cho anh em cán bộ kỹ thuật tăng cường xuống cơ sở để hướng dẫn người dân. Thứ nhất là về cái công tác thu hoạch nó đảm bảo được đúng thời vụ. Cái thứ hai nữa cũng chuẩn bị một cái lượng sản lượng bột để phục vụ cho cái công tác là sản xuất miến dong trên địa bàn huyện, đảm bảo cái kế hoạch chỉ tiêu huyện ra. Thực hiện quyết định số 809 ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, huyện Tam Đường đã ban hành kế hoạch số 1209 để thực hiện. Theo đó, đến năm 2025, huyện Tam Đường phấn đấu tập trung quản lý bảo vệ tốt trên 33.000 ha rừng hiện có, trong đó thì trên 31.000 ha rừng tự nhiên, trên 1.270 ha rừng trồng và diện tích rừng tăng thêm hàng năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,82%, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên trên 3.500 ha. Khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tham gia đầu tư trồng rừng bằng các loại cây gỗ lớn theo kế hoạch đã đề ra. Có ít nhất là một chủ rừng là tổ chức được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, thu hút các tổ chức cá nhân gắn phát triển rừng bền vững với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hiện toàn tỉnh có 158 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó tạm ngừng hoạt động là 23 hợp tác xã. Các hợp tác xã đang hoạt động chủ yếu về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, nông nghiệp tổng hợp,
tăng 11 hợp tác xã so với cùng kỳ năm 2021. Số hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới 9 tháng đầu năm là 14 hợp tác xã. Các hợp tác xã nông nghiệp đã thu hút trên 1.200 thành viên, giải quyết việc làm cho trên 1.400 lao động, tăng 244 thành viên, 419 lao động so với cùng kỳ năm 2021. Có 26 hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết. Hiện có 27 hợp tác xã sở hữu 58 sản phẩm OCOP được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận, chiếm 46,8% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh. Tổng doanh thu bình quân 9 tháng đầu năm ước đạt 850 triệu đồng một hợp tác xã. Thu nhập bình quân lao động ước đạt khoảng 4,5 triệu đồng một người một tháng. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc trong các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm tận lực thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc. Nhờ đó, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã đã trở thành địa chỉ tin cậy để người dân đến khám và điều trị bệnh. Riêng từ đầu năm đến nay, các đơn vị y tế đã khám chữa bệnh cho trên 800.000 lượt bệnh nhân. Cùng với thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, các đơn vị còn thực hiện hiệu quả tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe, duy trì tiêm chủng mở rộng tại 106 xã phường thị trấn, đảm bảo an toàn tiêm chủng với gần 75% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine, hơn 70% phụ nữ có thai tiêm phòng 2 mũi uốn ván trở lên. Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 83%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 5 điểm. Thưa quý vị và các bạn, là một xã biên giới nên trong suốt thời gian qua, Công an xã Vàng Ma Trải, huyện Phong Thổ đã luôn không ngừng nỗ lực trong các mặt công tác, quyết tâm bám nắm địa bàn, tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về luật cư trú, từ đó kiểm soát tốt người ra vào địa phương và góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự. Dự án thủy điện Vàng Ma Trải 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Nam Việt làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2021. Dự án có số lượng lớn nhân công là người dân ở các địa phương khác nhau cùng tham gia làm việc và thường xuyên có sự biến động. Theo đó, xác định với đặc thù là xã vùng biên, nên ngay từ khi bắt đầu thực hiện, công ty đã quán triệt thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh trật tự, quán triệt các đội nhân viên và các đội nhân công của nhà thầu đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt trong việc khai báo với công an xã và đồn biên phòng khi ra vào địa bàn. Với đặc thù là đơn vị là làm việc ở trên xã vùng biên, thì ngay từ đầu khi thực hiện dự án là về phía công ty cũng đã quán triệt và thực hiện nghiêm về công tác an ninh trật tự. Về công tác an ninh trật tự trên địa bàn thì quán triệt cán bộ nhân viên nói chung và đối với lại các đội nhân công của các nhà thầu để đảm bảo những yêu cầu nghiêm ngặt của quản lý trên vùng biên, đó là mình phải xuất trình giấy tờ với lại đồn biên phòng, với lại công an ở trên xã. Thế và cũng đã được các anh ở trên đồn biên phòng cũng như là công an trên địa bàn hướng dẫn, và cũng qua kiểm tra thì cũng báo cáo với anh chị là trong cái thời gian đến nay là một năm cũng không có vấn đề gì về an ninh trật tự trên địa bàn là đảm bảo tốt. Là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tạm trú tạm vắng tại cơ sở, thời gian qua Công an xã Vàng Ma Trải, huyện Phong Thổ đã chủ động linh hoạt bám sát địa bàn, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, làm tốt công tác kiểm tra giám sát và quản lý khai báo tạm trú tạm vắng đối với các trường hợp người lạ vào địa bàn. Với những người dân từ địa phương khác vào làm việc tại các công trình thuộc công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Mặt khác, Công an xã cũng phối hợp với các tổ tự quản an ninh trật tự ở các thôn bản trong việc xác minh, phục vụ đăng ký tạm trú. Đồng thời, tuần tra kiểm soát bất ngờ các dự án công trình xây dựng có đông công nhân, người lao động đến sinh sống và làm việc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật cư trú. Hiện nay trên địa bàn xã Vàng Ma Trải có một số công ty doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn, có người cư trú từ trong ngoài tỉnh đến cư trú trên địa bàn, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Công an xã đã phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh để không xảy ra những tụ điểm gây mất an ninh trật tự. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự bình yên cho người dân yên tâm lao động, sinh sống,
lực lượng công an xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp của nhân dân, quản lý chặt chẽ người ra vào địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc mới hiệu quả và bình an. Xin kính chào tạm biệt.